Công an quận Long Biên phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội và công an một số địa phương giáp danh đã truy xét, bắt giữ ổ nhóm 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản, gồm Đào Xuân Thắng 27 tuổi, Hồ Quang Hùng 32 tuổi, Nguyễn Văn Thanh 28 tuổi và Bùi Huy Phượng 23 tuổi, cùng tạm trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng này đã thực hiện hành vi trộm và cướp tài sản của các lái xe đường dài. Theo thống kê, số vụ trộm cướp mà nhóm đối tượng này gây ra đã lên tới 30 vụ với số tiền cướp được lên đến cả 100 triệu đồng. Hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.